Cơ quan truyền thông báo chí, quý vị đại diện các hậu đoàn và đặc biệt quý vị của cư dân thành phố Westminster, Grand Rouge và nói chung là Little Sài Gòn. Bên cạnh chúng tôi đây là ông Bob Harrison, là một người cựu thủy quân lục chiến đã từng tham chiến tại Việt Nam. Chúng tôi muốn nhắc lại một cái tiến trình làm sao mà hình thành cái ban trên tượng đài để quý vị được nắm vững cho rõ ràng chúng tôi như thế nào và ủy ban trước kia như thế nào, để cho quý vị nắm rõ trước khi chúng tôi trình bày cái chi tiết về cái layout, cái design cũng như cái hình thành cái mô hình sa bàn 4 chiều mà đang ở trước bên phải của quý vị và bên trái của quý vị là những cái hình ảnh là tượng đài, mô hình tượng đài và đồng thời side view bên trái để quý vị nhìn thấy được bức tượng phía sau của thành Quảng Trị như thế nào. Kính thưa quý vị, Ủy ban xây dựng tượng đài chúng tôi được hình thành theo cái tinh thần của bản MOU, mà cái sự ra đời của bản MOU đó là do nghị viên Kimberly Hall cùng một số nghị viên trong thành phố Westminster đã được chuẩn thuận bởi cuộc họp đặc biệt của thành phố Westminster. Cho nên chúng tôi được theo tinh thần bản nội dung đó, MOU đó, thì chúng tôi ủy ban xây dựng tượng đài là 11 người thành viên chính và 2 thành viên dự khuyết, mà được sự chọn lựa vì được sự tôn trọng của hội đồng thành phố và nghị viên hội đồng thành phố. Cho nên cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được 7 nhân sự trong ủy viên chính thức, trong 11 người đại diện đầy đủ các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi muốn có sự có mặt của cựu quân nhân người Mỹ tham chiến tại Việt Nam, ông Bob Harrison, cùng nằm trong committee với chúng tôi. Và chúng tôi có thêm 2 ủy viên dự khuyết để chúng tôi thành viên chính, chúng tôi thế nào đó vắng mặt thì ủy viên dự khuyết đó sẽ được điều thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi có được ủy ban xây dựng tượng đài ngày hôm nay, thì do cái sự mà làm việc như thế nào đó mà chúng tôi không đồng ý, hoặc là hội đồng thành phố quyết định không đồng ý, và chúng tôi phải có một ủy ban xây dựng tượng đài mới. Và ủy ban xây dựng tượng đài mới này được sự tuyển chọn một cách đặc biệt và dân chủ từ những cái đơn mà những cựu quân nhân người Mỹ Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ tham chiến tại Việt Nam đưa vào. 7 thành viên, ngoài 7 thành viên của đại diện cho các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi có người Mỹ, đại diện người Mỹ tham chiến tại Việt Nam là ông Bob Harrison. Chúng tôi có hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là Bộ trưởng Nguyễn Hoàng Quân, là một cái viện bảo tàng mà đã giữ lại những cái chiến tích cũng như những cái vật dụng liên quan đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chúng tôi muốn có trong ủy ban, và chúng tôi cũng có cái sự hiện diện của bên Hội Đình Đồng Hải Ngoại. Và để thưa quý vị, trước khi nói đến cái chi tiết của cái tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị, đây là tượng đài tái chiến, không phải là tượng đài chiến thắng. Chúng tôi muốn nói rõ cho quý vị như vậy. Để khi chúng tôi đã nhận thấy được cái mô hình tượng đài của ủy ban xây dựng tượng đài trước kia là một cái bia hình chứ không phải tượng đài, cho nên chúng tôi nghĩ anh em cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi góp ý cùng ngồi lại với nhau, chúng ta phải có một cái tượng đài thật sự đại diện và mang được cái tầm vóc lịch sử cuộc chiến tái chiến của thành Quảng Trị một cách trung thực, đúng nhất với lịch sử đó. Chúng tôi không muốn đi ra ngoài những cái lịch sử mà chúng ta có thể lưu lại cho hậu thế sau này. Những vị đàn anh đi trước phải làm cái gì đúng cho hậu thế sau này. Đó là chúng ta chúng tôi thu thập, sưu tầm và kiểm chứng nhiều cái nguồn tin tức khác nhau từ những niên trưởng đã từng tham chiến tại đó, và những niên trưởng và những chiến sử quân sử của sư đoàn thủ lục chiến, chiến sử và quân sử của sư đoàn nghĩa vụ, nhật ký hành quân của những lữ đoàn quân đoàn 1. Những dữ kiện đó chúng tôi thu thập lại để chúng tôi hình thành được cái nội dung chi tiết để chúng ta có được cái mô hình đầy đủ ý nghĩa ngày hôm nay. Khi chúng tôi được ủy nhiệm bởi ủy ban xây dựng tượng đài và đặc biệt bên thành phố Westminster, thì cá nhân chúng tôi khi chúng tôi ngồi ăn trưa trên một bàn ăn của gia đình chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng tượng đài trên tái chiếm của thành Quảng Trị phải mang ý nghĩa lịch sử. Đằng sau đó Quảng Trị nằm đâu, tỉnh Quảng Trị nằm đâu, cổ tỉnh nằm đâu, cổ thành như thế nào, thì chúng tôi hình thành được bản nháp, cái bản thảo. Rồi khi mà chúng tôi có cái layout bản thảo rồi, thì chúng tôi sẽ làm cái đó thành cái design, và chúng tôi có cái rendering 3 chiều
cá nhân tôi không có khả năng nhiều lắm về cái Renovin 3 chiều. Chúng tôi nhờ một cái thân hữu Renovin 3 chiều cái mô hình cường đại đó, cho nên chúng tôi có cái vị nhìn bên thấy bên tay phải đó, bên thấy bên phải chúng tôi là bên trái cái vị đó, cái mô hình ở trên nó có đầy đủ 5 vị chiến sĩ anh dũng tại của sư đoàn của lục chiến cắm cờ. Cái hình mẫu quý vị thấy ở trên đó, đây là cái giây phút cái ngày 16 tháng 9 năm 72, lúc đó là chính thức dựng cờ thượng kỳ, xin lỗi thượng kỳ, để chúng ta có một chiến thắng vinh quang. Chính thức chúng ta đã cắm cờ trên cái cổ thành Quảng Trị mặc dù đã đổ nát. Còn phía dưới quý vị nhìn thấy đó, phía sau cái tượng đài của năm vị chiến sĩ trong lục chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị là một bức tường của thành Quảng Trị đã được thu nhỏ. Cá nhân tôi đưa vào trong cái layout và cái design đó là vì chúng tôi muốn những người dân Quảng Trị, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ đồng minh và hậu thế sau này thấy được trận chiến đó sẽ ra ở đâu, từ đâu, lúc nào. Cái hình ảnh của cổ thành Quảng Trị làm người nhớ lại những gì chúng ta đã phục vụ tại đó, và người dân Quảng Trị cũng như du khách đến được Lý Tô Sài Gòn ở đây, người ta nhìn thấy được đó là tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị và Quảng Trị từ đâu, cổ thành Quảng Trị như thế nào. Đó là cái vấn đề và cái nội dung và cái layout, cái design chúng tôi đã hình thành, bỏ rất nhiều công sức ngày đêm làm việc full time cho cái công trình này, cho cái tượng đài này. Và quý vị nhìn thấy bên trái đây á, quý vị rất là thấy rất là đắc ý cái mô hình, cái chúng tôi đắp đất sét bằng 4 chiều rõ ràng như vậy, có 5 chiến sĩ của lục chiến cắm cờ. Quý vị nhìn thấy trên đó, tôi muốn diễn tả rõ để quý vị nắm rõ được cái mô hình 4 chiều đắp bằng đất sét này á, sẽ là những cái tượng chính thức và chúng tôi sẽ order và đặt làm bằng đồng 5 vị chiến sĩ lục chiến đó làm bằng đồng trên một cái đống gạch đổ nát của cổ thành Quảng Trị năm 1972. Và dĩ nhiên chúng tôi phải làm cho nó đúng khuôn mẫu cái quân trang quân dụng, cái vũ khí mà 5 chiến sĩ thiếu lục chiến đã thực hiện cái việc cắm cờ đó. Chúng tôi đã hỏi và làm nhiều ngoài cái vấn đề mà một cái bức hình, những cái bức hình chúng tôi thu thập được, chúng tôi còn phải tiếp xúc với những vị niên trưởng, những người bạn của chúng tôi đã tham chiến tại trận đánh đó để chúng tôi có hình ảnh rõ ràng và chính xác đối với cái mô hình lịch sử này. Thưa quý vị, ở trên đó quý vị nhìn thấy một cái lá cờ mà không phải lá cờ thật. Lá cờ đó cũng sẽ làm bằng vật cái bằng đồng, thật sự bằng đồng cùng màu với 5 vị lính tiểu cục chiến và cái đống đổ nát của cổ thành đó, cùng một màu, cùng một vật liệu là bằng đồng. Và lá cờ đó sẽ được quay theo chiều gió, gió hướng nào cái cờ đó mặc dù bằng đồng nhưng vẫn quay theo cái chiều gió, là chúng tôi muốn design, muốn cái nghệ thuật nó đi vào nghệ thuật trong một cái tượng đài lịch sử. Thì cái khuy tròn nó sẽ cắm thể bằng trung quanh cái cờ mà năm chiến sĩ quân chiến cắm xuống, gió hướng nào thì cái cờ đó sẽ xoay theo hướng đó, mặc dù đó là bằng một miếng đồng nhưng mà sẽ theo quay theo thời gian. Vì cái nghệ thuật, vì cái lịch sử của tượng đài, chúng tôi phải cố gắng làm cho một thật là chính xác để sau này chúng ta cũng còn cái tiếng nói đó với hậu thế sau này. Đó là cái chi tiết về cái xây dựng tượng đài. Chúng tôi cũng xin nói về cái vấn đề, quý vị nhìn thấy bên ông trái của cái hình bên phải, bên trái của quý vị đó, ở dưới đó cái side view bên phía trái, cờ của Hoa Kỳ, cờ của Hoa Kỳ nằm bên phía ngoài nhìn vô á, quý vị nhìn thấy bên trái quý vị thì cờ Hoa Kỳ đó nằm bên trái và cờ Việt Nam Cộng Hòa nằm bên tay phải. Chúng tôi muốn đặt cái nghệ thuật và cái đúng về cái ý nghĩa của lá cờ và cái sự phục vụ của quân đội Mỹ với chúng ta. Thì những cái logo của quân đội Mỹ á, từ
hạm đội 7 từ hải quân, không quân B-52 và sư đoàn thủy quân lục chiến, binh chủng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ nằm bên phía trái, quý vị nhìn vào cùng một bên với cờ Hoa Kỳ. Những cái tiếng Anh, tiếng Mỹ cũng nằm về phía đó luôn, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về English thì ở miền Mỹ thì chúng tôi sắp xếp qua bên trái hết, bên cùng một phía với cờ Hoa Kỳ. Và ngược lại thì bên phải cùng với cờ cùng Việt Nam Cộng Hòa là những cái ngôn ngữ, vâng, những cái ở thái cổ, những cái sự mà những cái information, những cái chi tiết á, và những cái logo của những đơn vị tham chiến tại mặt trận tái chiến của thành Quảng Trị cùng nằm một phía ở bên cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ để chúng ta sau này để chúng ta có thể nhìn thấy đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần sắp xếp cho nó chú đáo. Và đương nhiên trên mặt trước của cái tượng đài và hai bên mặt trước tượng đài chúng ta có nhiều cái logo, nhiều đơn vị, thì là những lữ đoàn, những đương đoàn của quân lực Cộng Hòa và những cái đơn vị khác của Hoa Kỳ, không đủ chúng tôi sắp xếp những cái logo ở mặt trước được. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có cái list, có một cái danh sách của những đơn vị từ lữ đoàn của sư đoàn thủy quân chiến, từ lữ đoàn của sư nghĩa dù và các cái trung đoàn của sư đoàn bộ binh, những cái liên đoàn khác, những đơn vị đặc biệt khác, những đơn vị 81 biệt kích chỉ dù, chúng tôi sẽ có những logo ra trước, không có chỗ chúng tôi sẽ có cái danh sách ở phía sau cái tường phía sau của tượng đài. Và cũng như vậy bên phía Việt Nam Cộng Hòa là chữ Việt Nam Cộng Hòa, bên phía cờ Hoa Kỳ là tiếng Anh, và những đơn vị của người Mỹ và chúng ta đều được ghi trên đó. Những đơn vị nhỏ hơn cấp lữ đoàn và sư đoàn sẽ được ghi phía sau cái chân của tượng đài chiến thắng của thành Quảng Trị. Và đồng thời phía sau đó cũng có ghi tất cả những đơn vị tham chiến từ quân đoàn 1 cho đến các sư đoàn tổng dự bị của nghĩa vụ phải trung chiến và những liên đoàn phải đồng quân và những đơn vị khác, sư đoàn 1, 3 và liên đoàn 81, tất cả những thứ, cả pháo binh, bộ binh và không quân hải quân, chúng ta những đơn vị nhỏ chúng ta sẽ ghi phía sau đó. Ngoài ra những cái chi tiết đó chúng tôi còn phải ghi đầy đủ những cái tổn thất những đơn vị tham dự rồi, của những tổn thất của hai bên, của quân lực Việt Nam và của người đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh cho cuộc chiến đó, bên ta và bên địch. Đơn vị bên ta cũng có những thành phần bên địch là tương quan lực lượng giữa hai bên, chúng ta cần phải ghi rõ, tại vì đó là cái di tích lịch sử, tượng đài lịch sử, chúng ta phải ghi rõ. Và từ tổn thất của hai bên chúng tôi cũng sẽ ghi ra xuống. Và cái điều chúng tôi muốn nói lại cho quý vị rằng một số cựu quân nhân cũng như một số quý vị bên ngoài hiểu lầm rằng tượng đài này xây bề ngang là 20-25 feet, bề sâu vô 10 là tới 11 feet, và cái tường thành phía sau đó dài từ 28-33 feet. Đây là cái một feet, không phải là cái thước. 3 feet mới được một thước. Nhưng quý vị hiểu lầm rằng chúng tôi nói là từ 20-25 feet, nghĩ rằng từ 20-25 feet, cho nên sẽ chuốn chỗ cho một nơi nào đó để đặt cái tượng đài này. Chúng tôi cho minh định rõ ràng đây chúng tôi gọi bằng feet, bằng bộ á, chứ không phải bằng thước. Và quý vị có thể nghĩ rằng cái tượng đài nó dài tới 25 feet, 20-25 feet chiều ngang, 10-11 feet chiều sâu, thì cái đó không có chỗ nào để được hết. Nó còn lớn hơn tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, nhưng cái này nó chỉ lớn bằng khoảng một nửa của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở tại Freedom Park mà thôi. Cho nên quý vị hiểu được cái vấn đề để cho thành phố Winter chuẩn thuận cho chúng ta một cái location, một cái địa điểm nào đó khả dĩ chúng ta đặt được cái tượng đài này trong cái dimension, tức là cái kích thước của tượng đài cao thấp ngang dọc sâu như thế nào, và để quý vị nhìn thấy rõ như vậy. Trước khi đặt câu hỏi quý vị, chúng tôi muốn nói rõ luôn, quý vị nhìn thấy ở bên đây, quý vị nhìn thấy đó, chúng tôi cũng vẫn thực hiện được những cái hào nước màu xanh nước biển ở chung quanh đế của cái tượng đài chúng ta trên của thành của quý vị thấy màu xanh biển đó là tượng trưng cho cái hào nước bao chung quanh
cổ thành Quảng Trị, hai góc có hai cái lô cốt đó nhô ra. Chúng ta muốn thực hiện cho đúng chính xác cái cổ thành, chân của cổ thành Quảng Trị bằng đó, làm đó là một cái đế của tượng đài tái thiên cổ thành Quảng Trị. Và bên ngoài chúng ta có xi măng, chúng ta có cổng ngựa cổ thành, cái cổng cổ thành quý vị có thể đi qua đi lại được, quan cách có thể đi qua đi lại được, chụp hình được, quan sát được cổ thành Quảng Trị là như thế đó. Và xung quanh màu xanh lá cây đó là cái màu cỏ của một cái nơi đó, nào đó công viên hay thế nào đó chúng ta thực hiện. Và trên hai góc của bên cái lô cốt, hai bên góc của thành Quảng Trị phía trước á, chúng tôi sẽ có cái reset lighting, có cái đèn ẩn vào bên trong cái chân đó mà chiếu thẳng lên cái tượng đài của Nam Việt Chương Trị Trung Lục Chiến Cấm Cờ. Cho nên lúc nào chúng ta tượng đài đó cũng được chiếu sáng, lá cờ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng tung bay. Và trên cái bờ thành cao và trên của thành Quảng Trị sẽ là những cái cờ hiệu kỳ đại diện các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa và đại diện một số quân binh chủng của người Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam. Khi chúng ta có những cái lễ đặc biệt kỷ niệm về cái trận tái chiến của thành Quảng Trị, chúng tôi xin nói rõ như cái vậy, như cho quý vị như vậy để quý vị có nắm vững vấn đề và quý vị sẽ đặt câu hỏi. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng còn có những cái chi tiết đặc biệt về những cái tiến trình và trận đánh tái chiến của thành Quảng Trị như thế nào. Quý vị nhìn thấy bên trái chúng mà xe view đó, hình dưới đó, bên đó chúng tôi sẽ nói một cách tuy rằng tóm lược nhưng mà đầy đủ cái chi tiết đó để quý vị thấy được cái trận chiến nó diễn tiến như thế nào, nghĩa dù đã làm sao lục chiến tái chiến như thế nào, và những bộ lực lượng quân hay những cái đơn vị khác ủng hộ cho chúng tôi vòng quanh cái thành phố Quảng Trị đó như thế nào. Thì chúng tôi một cái bản tiếng Mỹ á, chúng tôi sẽ ghi bên tay bên đó và bên tiếng Việt là bên phía bên đây. Cái hai bên đó chỉ nói về cái tổng lược cuộc chiến tái chiến của thành Quảng Trị. Hai bên đó bắt buộc chúng ta cái vấn đề đặc biệt của cuộc chiến, chúng ta nên có cái tiến trình cái sự mà chiến đấu để tái chiến của thành Quảng Trị là nằm ở hai bên, mặt hai bên, để sau này với cơ quan truyền thông báo chí truyền hình và quý vị có thể tường thuật ra bên ngoài những gì chúng tôi nói là như vậy. Chúng tôi muốn có sự chính xác, lịch sử là phải chính xác, phải đúng. Cho nên chúng tôi còn những cái logo và những chi tiết phía trước và hai bên đó, đương nhiên là bây giờ chúng tôi dù có viết ra đi nữa thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong vòng 2 tháng qua chúng tôi nghiên cứu rất là nhiều, nhưng không có nghĩa đây là cái bản chính thức. Chúng tôi còn phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm để chúng tôi có một cái bản rất là chính xác từ đây cho đến ngày tháng 8 năm 2022 trước khi tượng đài hoàn thành. Và chúng tôi phải làm lễ khánh thành tượng đài vào ngày 15 hoặc 6 tháng 9 năm 2022. Từ đã đến đó chúng tôi sẽ có những chi tiết đầy đủ và chính xác về những chi tiết bổ sung tham khảo kỹ với những liên tục của chúng tôi, những anh em đã từng có mặt tại cuộc chiến đó. Và những logo bên phía người Mỹ cũng hãy cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi làm cho thật là đúng, chúng tôi không muốn làm sai. Nếu quý vị thông cảm về vấn đề đó, cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng những cái chi tiết và logo đó là chưa có chính thức, chưa có phải là cuối cùng. Chúng tôi còn có thể thay đổi. Thành phố Westminster thứ tư tuần rồi, ngày 5 tháng Giêng vừa rồi á, chúng tôi và Abru, chúng tôi có cái tượng đài, chúng tôi có cái monument, có cái tường thành của thành Quảng Trị, chúng tôi đã được chuẩn thực, chúng tôi được phép làm những việc đó ngay từ bây giờ. Chúng tôi sẽ order đặt cái người làm tượng và chúng tôi sẽ vẽ blueprint, mechanical blueprint và những cái vấn đề về chi tiết vẽ cho thật chính xác đầy đủ, và chúng tôi sẽ gửi bản blueprint, bản vẽ đó một cách chi tiết lên hội đồng thành phố chúng tôi và ban kế hoạch thành phố chúng tôi sẽ chuẩn thân và chúng tôi sẽ tiến hành trong việc xây cái bệ trong thời gian nào và sẽ lúc nào sẽ đặt tượng đài năm vị chiến sĩ cuộc chiến đó lên trên cái bệ đó. Thì chúng tôi sẽ có cái thời gian thời điểm như thế nào
Ủy ban xây dựng tượng đài và thành phố Westminster, nhất là thành phố Westminster, sẽ thông báo những cái tiến trình